Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Báo cáo với lại các sư phụ sư huynh, theo đệ nhẩm Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, dựa theo luật ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ thì cho thấy coi như thế là buổi chiều hôm nay là tương đối đẹp nhá, gửi hàng đi là đẹp nhất. Đấy. Thì gia chủ nhá, chủ yếu là tốt cho gia chủ thôi chứ không phải tốt cho Khang Audio nhá, tốt cho gia chủ. Đấy, tức là những người sở hữu những cái sản phẩm âm thanh nhá, được mua từ chỗ Khang Audio thì sẽ coi như gia chủ thì sẽ vượng khí phúc lộc đầy nhà nhá. Đấy. Thì sản phẩm này buổi chiều ngày hôm nay gửi để cho gia chủ phúc lộc đầy nhà đó là đồng chí Nguyễn Văn Quý, thôn Tân Tạo, xã Bình Dân, huyện Kim Thành, Hải Dương, Việt Nam, nhà cung cấp là Khang Audio. Thì báo cáo với lại quý vị và các bạn, đồng chí Quý này nhá, mua của đệ khoảng tầm 4-5 chiếc này. Đấy. Tại sao lại phải kể ra như vậy? Phải kể ra trời để cho quý vị và các bạn biết là tới với đại đồng chí Khang ấy là không những mua một chiếc, mua 10 chiếc cũng được nhá, tức là mua giải rác hay là mua cùng một ngày cũng được đấy, tùy, chứ không lại cứ lăn tăn bỏ đến chỗ chú Khang chỉ được mua có một chiếc đi. Đây là số cân số lạng của nó, 10 kg, mà 10 kg theo đơn vị quy ước của Việt Nam ta là một yến nhá. Đấy, âm ly là âm ly Paramax. Đây đấy, cái clip trước mình chia sẻ rồi này, SA3 số 9 n, đúng không ạ? Ngàn vàng em không tiếc mà tại sao chàng lại tiếc tiền bò, đúng không ạ? Mấy anh cứ bỏ đợi con nào sửa chữa rồi giá nó mềm mại êm ái để em múc, con này nó còn zin em không thích nhá. Đúng là cái sở thích nó gọi là mỗi người mỗi kiểu nhỉ, lại còn có sở thích không thích không còn zin nhá. Những cái sản phẩm còn zin thì nhiều người thích, như nhiều người nhỉ, đợi bảo không thích đợi con khác. Hay con này thì đồng chí này ở Hải Dương múc ngày nhỉ, ưng kia múc ngày, còn zin thì ai mà không thích nhỉ. Đấy, Paramax. Con này thì video trước thông tin rồi, không cần phải dội diều vẫn có thể hát được nhá. Đây, tìm với bạn nữ bên cạnh nữa, xong ca gọi là xong kiếm hợp bích ấy. Thôi rồi lượm ơi, thôi xin phép dừng clip ở đây nhá, cảm ơn các đồng chí, chào thân ái, merci.